Ngọc Anh rất vui gặp lại các bạn trong bản tin bóng đá Việt Nam. Chúng ta hãy cùng đến với những tin tức bóng đá mới nhất ngay sau đây. Thua tâm phục U23 Việt Nam, huấn luyện viên Veliza Popov thừa nhận U23 Việt Nam quá mạnh ở đẳng cấp châu Âu. Có thể thấy rằng môn bóng đá nam SEA Games 31 mới đi được 2-3 vòng đấu bảng với không ít bất ngờ thú vị, khi mọi dự đoán và toan tính trước đó làm cho các đội tham dự cũng như người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Trong SEA Games lần này, không phải Indonesia hay bất cứ đội bóng nào khác, chính U23 Myanmar mới đang là đối thủ thách thức khó chịu của U23 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 31 năm nay. Sau hai vòng đấu, không ai ngờ rằng U23 Myanmar lại ngồi chễm chệ ở ngôi đầu bảng. U23 Philippines tạm xếp thứ hai và thậm chí U23 chủ nhà Việt Nam chỉ ở vị trí thứ ba. Sau trận đấu chiều nay, cục diện đã thay đổi khi U23 Indonesia có chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines. U23 Indonesia vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm cùng hiệu số cộng 4. U23 Myanmar xếp thứ 2 và U23 Việt Nam xếp thứ 3. Trong trận đấu tối nay, U23 Việt Nam đã có chiến thắng ấn tượng trước U23 Myanmar, giúp U23 Việt Nam sẽ có 7 điểm, vượt qua chính đối thủ U23 Indonesia và nắm ngôi đầu bảng trước khi hướng đến chiến thắng trước U23 Đông Timor. Ở bảng B, hiện tại U23 Malaysia đang chứng minh sức mạnh với 2 trận thắng sau 2 lượt đấu, tạm xếp đầu và cơ hội giữ vững ngôi đầu bảng là rất có cơ sở, đẩy U23 Thái Lan hùng mạnh về vị trí nhì bảng. U23 Campuchia và U23 Singapore đều đã có 1 trận thắng nhưng cũng đều thi đấu không ổn định trong các trận đã đấu. U23 Campuchia ra quân mạnh mẽ nhưng nhanh chóng bị bắt bài bởi đối thủ vốn chơi không tốt trước đó là U23 Singapore. Nhìn chung, trật tự ở bảng B cũng sớm được thiết lập dù có vài bất ngờ thú vị khi U23 Thái Lan ngã ngựa trận ra quân, dù họ nhanh chóng lấy lại vị thế vốn có như nhiều người từng biết. Chiến thắng tưng bừng trước U23 Myanmar là trái ngọt tinh thần chiến đấu cuột cường trước khó khăn của những chiến binh rồng vàng, cũng như sự nỗ lực của các cầu thủ cùng ban huấn luyện trong mục tiêu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng trên sân nhà. Với thêm một chiến thắng trước đối thủ đầu bảng A đã cho thấy được sức mạnh của U23 Việt Nam. Bên cạnh đó là lời cảnh báo đầy sức nặng cho các đối thủ trong tiến trình bảo vệ ngôi vị vô địch trong kỳ SEA Games 31 lần này. Huấn luyện viên Veliza Popov cay đắng chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu với đội tuyển U23 Việt Nam. Ông nói, đối thủ của chúng tôi rất mạnh và chiến thắng đã nghiêng về các cầu thủ U23 Việt Nam, nên tôi không có quá nhiều điều để nói ngoài việc muốn gửi lời chúc mừng cho chiến thắng của Việt Nam. Đây thật sự là một kết quả khó chấp nhận. Tôi muốn xin lỗi người hâm mộ Myanmar. Tôi muốn giành chiến thắng để đáp lại sự kỳ vọng của các bạn dành cho đội bóng. Nhưng rất tiếc, hôm nay các cầu thủ của chúng tôi đã không thể hiện được phong độ tốt và kết quả không như mong muốn. Các cầu thủ U23 Myanmar có trạng thái và chuẩn bị tốt cho trận đấu với lực lượng mạnh nhất, nhưng chúng tôi đã không tận dụng được lợi thế. U23 Việt Nam là đội bóng có lối chơi tập thể và tốc độ. Tinh thần của họ cũng rất tốt. Chúng tôi đã thua một cách tâm phục khẩu phục. Ông Veliza Popov bày tỏ sự thất vọng trước các học trò đã thi đấu dưới sức. Ông nói, ở trận đấu tối nay, về tổng thể đội bóng của chúng tôi đã thi đấu không đúng với đẳng cấp vốn có. Ví dụ như màn trình diễn của toàn đội trước U23 Indonesia và U23 Philippines, thì hôm nay chúng tôi đã không phát huy được sức mạnh đó của mình. Cũng theo huấn luyện viên Veliza Popov, sự thiếu sắc bén của hàng công khiến chúng tôi nhận trái đắng. Hàng công của chúng tôi thiếu sắc bén, thiếu tính sáng tạo. Điều đó đã ảnh hưởng phần nào đến kết quả của đội bóng. Tuy nhiên, về sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu thì tôi không thấy có vấn đề gì. Ưu điểm lớn nhất của cầu thủ Việt Nam là cầu thủ có tư duy chơi bóng rất tốt, kỹ thuật cá nhân đặc biệt khéo léo và họ làm nên một khối rất đồng đều cách thức chuyển đổi từ trạng thái tấn công sang phòng ngự và ngược lại. Đội tuyển U23 Việt Nam thực sự gây khó khăn cho chúng tôi và các đối thủ tại Đông Nam Á. Tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo khá bình thản. Chiến thắng trước U23 Myanmar thực sự quan trọng, nhưng cả quá trình thi đấu còn quan trọng hơn. Các cầu thủ đã cố gắng hết khả năng dù gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ chơi phòng ngự số đông, đeo bám, tranh chấp quyết liệt khiến chúng ta có ít khoảng trống. Khoảng trống ít khiến chúng ta không có cơ hội dứt điểm thuận lợi và cảm giác bế tắc. Nhưng hôm nay các cầu thủ đã làm rất tốt để có chiến thắng xứng đáng trước U23 Myanmar. Trước mắt, chúng tôi còn một trận ở vòng bảng gặp U23 Đông Timor. U23 Việt Nam tới lúc này đã cầm chắc tấm vé vào bán kết và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng trên sân nhà lần này. Tôi cảm ơn người hâm mộ đã đến sân Việt Trì ngày hôm nay để cổ vũ cho U23 Việt Nam. Chính sự cổ vũ của người hâm mộ là nguồn động lực to lớn giúp cho các cầu thủ có thể chiến thắng mọi đối thủ. Chứng kiến đội nhà bị thua tan nát dưới tay thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, người hâm mộ cũng như truyền thông nước này tỏ ra vô cùng thất vọng trước màn trình diễn của các cầu thủ U23 Myanmar. Trước đó, trên mạng xã hội,
Cổ động viên Myanmar quá ngạo mạn khi cho rằng sẽ giành chiến thắng trước U23 Việt Nam như đã từng thắng kịch tính trước Philippines ở vòng đấu trước. Chiến thắng của U23 Myanmar trước Philippines đang khiến đội chủ nhà Việt Nam lo lắng. Các cầu thủ U23 Myanmar hãy cho Việt Nam biết sức mạnh của các bạn khủng khiếp như thế nào. Tài khoản Nari Chip bình luận. Không có gì là không thể. Myanmar đang sở hữu một tập thể đoàn kết, mạnh mẽ và tài năng. Chúng ta sẽ đánh bại bất cứ đối thủ nào nếu đá với 100% niềm tin và sức mạnh. Tối nay hãy ghi 3 bàn vào lưới U23 Việt Nam đi nào các chàng trai. Tài khoản AKO bình luận. Cổ động viên Miin Jokoko viết: Hãy tiếp tục phát huy phong độ như ở những trận đã qua. Chúng ta nhất định có cơ hội đánh bại Việt Nam. Trận này mà thắng, chúng ta nhất định sẽ giành vé vào bán kết và tạo nên cú sốc lớn. Sau trận thua này, trước U23 Việt Nam như cú tát thẳng vào mặt U23 Myanmar cũng như người hâm mộ nước này khi ảo tưởng quá về sức mạnh của đội bóng mình. Sau chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar, truyền thông châu Á đã không ngớt lời khen ngợi dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Trang chủ VFF đã điểm lại những diễn biến chính trong trận thắng của tuyển Việt Nam trước U23 Myanmar để có được một chiến thắng khiến đối thủ tâm phục khẩu phục. Tờ The Star của Malaysia cũng nhận xét, U23 Việt Nam là đội bóng mạnh của SEA Games lần này. Thật sự các bạn đã làm cho chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Các bạn xứng đáng với chiến thắng và xứng đáng là đội bóng số 1 của Đông Nam Á. Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á The AFC cũng có bài viết chúc mừng. Sự quyết tâm cũng như ý chí của ban huấn luyện U23 Việt Nam để giành được chiến thắng rất đỗi tự hào trong trận đấu tổ chức trên sân nhà. Chúc các bạn kỳ đại hội thành công và bảo vệ được màu huy chương bóng đá nam cũng như bóng đá nữ tại kỳ SEA Games lần này. Và thời lượng bản tin bóng đá Việt Nam đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.